Em Đạt Trần xin kính chào các bác đam mê audio trên toàn quốc. Video hôm nay em Đạt Trần dành cho các bác đam mê âm thanh cổ cũng như đam mê đồ băng cối. Hôm nay thì em sẽ lên set cho các bác một cấu hình bộ dàn âm thanh cổ, một bộ xe pháo mã ở trong cái phân khúc tầm tiền, phải nói rằng ngon bổ rẻ. Chọn bộ chỉ trên 30 triệu đồng thôi, chưa đến 40 triệu đồng thì các bác đã có thể sở hữu được một bộ combo xe pháo mã vô cùng chất lượng. Bộ phối ghép ngày hôm nay của em gồm 3 món tuyển chọn và cực kỳ đẹp và chất lượng cho các bác luôn. Đầu tiên đó là cặp Sansui SP2500. Cặp này thì tình trạng hoa hậu và đẹp nhất Hà Nội ở thời điểm hiện tại, xuất sắc luôn các bác nhé. Cặp Sansui SP2500 thiết kế với lưới e căng, mắt cáo và còn nguyên cả tem cờ ở đây này, xuất sắc luôn các bác ạ. E căng rất là đẹp cùng với tuyến loa. Thùng vỏ của cặp này thì đúng là như mới luôn. Em ghép với chiếc ông ly Sansui Receiver 771 của Sansui. Em này thì sassy 7 màu, mặt mũi thì khôi ngô tuấn tú đẹp trai. Đấy, chơi đa cầu điện và đẹp xuất sắc luôn, không tì vết. Và một chiếc đầu băng cối của AK có model là GX265D. Chiếc đầu này thì chạy auto reverse 2 chiều bằng 3 bằng 5 bằng 7 inch, thu phát cả 2 chiều hoàn hảo các bác nhé. Bộ 3 món sản phẩm thì sẽ có mức giá như sau. Đối với cặp loa là 11 triệu rưỡi, chiếc âm ly là 12 triệu và chiếc đầu băng cối là 13 triệu đồng. Cái giá này thì chưa bao gồm băng, các bác mua thêm băng là các bác có thể dùng được rồi. Em cộng và sơ sơ thì rơi vào khoảng 36 triệu 500 này, các bạn có thể là sở hữu được một bộ rất là hoàn hảo luôn. Em sẽ quay chi tiết từng món sản phẩm cho các bác chúng ta cùng xem. Đầu tiên đó là cặp 2500 hoa hậu luôn. Đẹp xuất sắc luôn, vỏ gỗ lạ, quá mới. Các bác nhìn cái phần hậu đằng sau thì các bác đánh giá cái độ mới của cặp 2500, từ những cái núm vặn đẹp, đẹp như núm âm ly luôn. Những cái phần chi tiết nhựa đây quá mới và nét căng. Thùng vỏ góc cạnh không một vết chày. Đến cái phần tuyến loa của cặp 2500 đây, các bác xem đẹp xuất sắc luôn. Đẹp xuất sắc luôn, rất là dễ chơi. Có hai lỗ thông hơi. Thùng bên này cũng thế ạ, rất là đẹp và nét căng. Nét căng luôn, không tì vết các bác nhé. Góc cạnh rất là đẹp. Chiếc âm ly Sansui 771 với sassy 7 màu. Đấy, mặt mũi là sáng choang. Góc cạnh là nét này, không có chảy xước gì cả, vỏ gỗ đẹp. Và chiếc đầu 265D cũng rất là mới ạ. Đầu này thì chạy auto vớt 2 chiều, thu phát cả 2 chiều, Bowway recording. Động cơ 3 motor từ Ferris, từ kính siêu B. Các bác có nhu cầu một bộ âm thanh này thì các bác alo cho em, hoặc là các bác mua lẻ từng món thì em cũng ok luôn. Ngoài loa và âm ly thì đã phối hợp rất là ăn ý, nhuần nhuyễn. Ngoài ra đầu băng cối thì các bác có thể lựa chọn những em phân khúc cao tiền hơn hoặc thấp tiền hơn. Ví dụ như những em Tech 4300, Tech 4010SCL, những em Akai 260, 266, những em Tech 2300, 2500 thì rẻ hơn. Hoặc là những em Tech Akai lớn hơn thì bên em đều có nhé. 6300 rồi 7300. Đấy, tất cả bên em đều có cả. Đấy, nhưng cái bộ này thì em phối nó trong cái tầm tiền thôi. Đấy, ba món nó xem tiền nhau. Đấy, đây em sẽ test, mời các bạn chúng ta cùng nghe. Bên chiến hào đón xa, mùa qua xuân chẳng có, anh đã vội biên vẫn ghi cho đẹp tình. Mùa xuân này không đến, tất cả mình bên nhau, cứ biết hẹn xuân sau. Mùa xuân này không đến, tất cả mình bên nhau, cứ biết hẹn xuân sau. Thank you.
một bộ phối ghép khá là hợp lý ạ. Cà loa 11,5 triệu, âm ly 12 triệu và điều phong cối là 13 triệu đồng. Các bác quan tâm được món sản phẩm các bác alo trực tiếp cho em. Trả lại cho em mảnh sân hồng đó, có tên hai đứa màu chưa mờ, giận hơn chi nhau để rồi luyến nhớ, lối về lỡ gặp hững hờ, ngoảnh mặt che nón là mưa. Trả lại cho anh tình thương ngon, thầy chi biếu em tại anh hôm ấy nào phải vì em, anh hứa đợi rồi anh quên để mưa vốn lên tóc lên, giận hơn hai hôm dài như một tháng, biết anh đôi ba bữa bằng năm. Một người quay đi, một người ghé non, nắm tay giật hết hồn, để trong giấc mơ thôi chập chờn. Một bộ phối ghép ở tầm giá hơn 30 triệu đồng, các bác có nhu cầu hãy nhanh tay alo cho em. Một bộ duy nhất thôi, bên em có địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Giao hàng toàn quốc, giá sản phẩm không bao gồm phí ship.